khám phá Giganotosaurus, kẻ săn mồi khổng lồ của thế giới tiền sử. Thời đại Mesozoic, thường được gọi là kỷ của khủng long, là thời kỳ của những sinh vật gây ấn tượng mạnh mẽ trên trái đất. Trong số những khủng long khổng lồ của thế giới tiền sử này, Giganotosaurus nổi bật với vẻ đáng sợ với kích thước khổng lồ và đặc điểm đáng sợ, tiếp tục làm cho các nhà khoa học và người hâm mộ khủng long mê mải. Khám phá và đặt tên Giganotosaurus, tên của nó dịch là con thằn lằn khổng lồ phương Nam, lần đầu tiên được phát hiện trong các tầng muộn của Krita ở Argentina. Những hóa thạch của nó được khai quật vào giữa những năm 1990 bởi nhà khảo cổ học Rodolfo Coria và Leonardo Sangado. Phát hiện ban đầu bao gồm một xương hóa thạch không đầy đủ, nhưng những cuộc khai quật sau ở cùng khu vực đã phát hiện thêm các mẫu vật, giúp các nhà nghiên cứu tạo ra một bức tranh chi tiết hơn về kẻ săn mồi cổ xưa này. Đặc điểm vật lý, Giganotosaurus thuộc nhóm khủng long Theropod, được đặc trưng bởi kích thước lớn, tư thế hai chân và chế độ ăn thịt. Nó được phân loại trong họ Carcharodon, một nhóm khủng long săn mồi nổi tiếng với kích thước ấn tượng và răng cưa. Ước tính cho rằng Giganotosaurus có chiều dài lên đến 40 feet, 12 mét và nặng khoảng 8 tấn, biến nó thành một trong những loài khủng long theropod lớn nhất từng được phát hiện. Hộp sọ của Giganotosaurus dài và uốn lượn, với răng sắc bén được điều chỉnh để cắt xé thịt. Đôi mắt của nó đặt ở hai bên đầu, cho thấy một lĩnh vực quan sát rộng, một đặc tính hữu ích cho một kẻ săn mồi có kích thước lớn như nó. Đuôi dài và chân sau mạnh mẽ cho phép di chuyển và cân bằng hiệu quả, biến Giganotosaurus thành một thợ săn đáng gờm. Môi trường sống và phân bố, Giganotosaurus lang thang trong cảnh quan cổ xưa của Nam Mỹ trong thời kỳ Krita muộn, khoảng 98 triệu năm trước. Các khu vực cụ thể của Argentina nơi hóa thạch của nó được tìm thấy trước đây là một phần của siêu lục địa Gondwana. Việc phát hiện hóa thạch của Giganotosaurus ở phần này của thế giới làm nổi bật sự đa dạng của các loài khủng long tồn tại trên các lục địa khác nhau trong thời kỳ này. Là một con khủng long ăn thịt, Giganotosaurus là một thợ săn đỉnh cao, có khả năng săn mồi là các khủng long thảo nguyên lớn chia sẻ môi trường sống với nó. Cấu trúc vững chắc và răng sắc bén của nó cho thấy khả năng giết chết mồi lớn một cách dễ dàng. Sự cạnh tranh vì nguồn lực và động lực phức tạp của các hệ sinh thái tiền sử có lẽ đã đóng vai trò trong việc hình thành hành vi ăn và chiến thuật săn mồi của Giganotosaurus. Ý nghĩa trong khảo cổ học, Giganotosaurus giữ một vị trí đặc biệt trong nghiên cứu khảo cổ học vì nó đóng góp vào sự hiểu biết của chúng ta về sự đa dạng và tiến hóa của khủng long trong thời kỳ Krita muộn. Việc phát hiện của nó ở Nam Mỹ đã thách thức quan điểm phổ biến rằng các khủng long theropod lớn chỉ được tìm thấy ở Bắc Mỹ. Tái tạo lại hiểu biết của chúng ta về phân bố của những kẻ săn mồi cổ xưa này. Kết luận, Giganotosaurus, với kích thước ấn tượng, đặc điểm đáng sợ và vai trò quan trọng trong các phát hiện khảo cổ, tiếp tục là nguồn cảm hứng cho các nhà khoa học và người hâm mộ khủng long. Khi sự hiểu biết của chúng ta về thế giới tiền sử mở rộng, di sản của Giganotosaurus thêm một lớp khác vào bức tranh phức tạp của các hệ sinh thái cổ xưa, mang lại cái nhìn thoáng qua về những sinh vật tráng kiện và đáng kinh ngạc từng trị với hành tinh này. Cuối cùng, khi khám phá tiếp tục và các nhà nghiên cứu tìm thêm thông tin về Giganotosaurus, chúng ta có thể hy vọng rằng những bí mật còn đang chờ đợi để được khám phá về con thú đáng sợ này và cuộc sống của nó trong thế giới tiền sử. Giganotosaurus là một bảo tàng di động, nơi các nhà nghiên cứu và người hâm mộ có cơ hội tìm hiểu thêm về một khía cạnh thú vị của quá khứ đầy ấn tượng của chúng ta.